Thì ở đây các bạn đã thấy nè, thì những cái ứng dụng mà các bạn lúc nãy nó không xuất hiện ở trong cái chỗ mà thêm tùy chọn chế độ nền tối nè, kể cả TikTok, thì các bạn hoàn toàn có thể bật được cái dark mode cho những cái ứng dụng bên thứ ba này. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này mình sẽ nói đến cái vấn đề mà dark mode trên những dòng thiết bị MIUI. Thì ở đây mình có chiếc Redmi Note 11 phiên bản MIUI 13 trên nền tảng Android 12. Thì khi mà chúng ta truy cập vào phần hiển thị nè, chỗ mà thêm tùy chọn chế độ tối đó, thì chúng ta sẽ không thấy được nhiều những cái ứng dụng bên thứ ba ở đây. Chỉ có cái ứng dụng Cam Scanner nó cho chúng ta bật chế độ nền tối ở đây thôi. Còn ngoài ra những ứng dụng khác nó không hiển thị ở đây. Thì đây là một cái bug hay là một cái lỗi của cái dòng MIUI đó các bạn. Nó làm cho chúng ta không thể được tùy chọn được những cái chế độ nền tối cho những cái ứng dụng bên thứ ba. Thì qua video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mình có thể là fix cái lỗi này trên những cái dòng thiết bị mà đã root rồi nha các bạn. Đã root và cài Magit đó, để chúng ta có thể lắp một cái modem để chúng ta có thể tắt và bật cái chế độ dark mode trên những cái app bên thứ ba. Rồi, thì đầu tiên đó, các bạn chỉ cập vào link trong phần mô tả video của mình, tải về giúp mình một cái file. Cái file của nó là do.zip và có tên là dark mode for on 1.5 nha. Thì đây là cái modem để chúng ta có thể kích hoạt được chế độ dark mode trên những cái app bên thứ ba, trên những cái dòng máy MIUI. Rồi, sau khi mà đã tải cái file zip đó về, chúng ta sẽ mở Magit lên. Các bạn bấm qua tab modem, thì chọn tiếp vào cài đặt từ bộ nhớ. Và chúng ta sẽ duyệt đến cái chỗ mà các bạn lưu cái file zip đó, dark mode for on. Thì mình lưu nó trong đường dẫn download new nè. Thì mình chọn trong đường dẫn download new và chọn dark mode for on, thì chúng ta bấm vào đây. Thì tự động cái file modem này nó sẽ được cài đặt vào thiết bị của các bạn. Thì bây giờ công việc của chúng ta chỉ cần khởi động lại thiết bị thôi. Rồi, sau khi mà thiết bị đã khởi động lại thì chúng ta chỉ cập vào cài đặt nha. Chúng ta sẽ vào tiếp phần hiển thị thêm tùy chọn chế độ tối. Thì ở đây các bạn đã thấy nè, thì những cái ứng dụng mà các bạn lúc nãy nó không xuất hiện ở trong cái chỗ mà thêm tùy chọn chế độ nền tối nè, kể cả TikTok, thì các bạn hoàn toàn có thể bật được cái dark mode cho những cái ứng dụng bên thứ ba này. Thì cái cách này đó mình cũng đang tìm cách để có thể fix trên những cái dòng máy mà chưa root hoặc là chưa cài Magit modem. Thì hiện tại thì mình cũng chưa có thể làm được trên những cái dòng máy chưa root. Thì hiện tại trong video này mình chỉ có thể fix được trên cái dòng máy mà đã root và cài Magit để chúng ta có thể lắp cái modem. Rồi thì các bạn nào nếu mà cái dòng máy mà đã root rồi đó mà muốn sử dụng cái dark mode trên cái ứng dụng bên thứ ba, ví dụ như là TikTok hay là những cái ứng dụng khác, thì có thể sử dụng nha. Thì cái cách này nó cũng khá là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần cài cái modem ở trong cái Magit là chúng ta đã có thể kích hoạt được cái tính năng này lại rồi. Thì cái modem mà chúng ta vừa cài này các bạn, dark mode for on này, phiên bản 1.5 nè, thì nó chỉ đơn giản như vậy đó. Còn nếu mà đối với những cái dòng máy mà chưa root hoặc là không có thể root được đó, thì các bạn chờ một thời gian nha. Theo thông tin mà mình tìm hiểu được thì từ phiên bản MIUI 13.0.5 Global thì Xiaomi sẽ fix cái lỗi này trên những cái dòng thiết bị Redmi và Xiaomi. Thì những bạn nào đang sử dụng những dòng máy Redmi và Xiaomi gặp lỗi này thì kiên nhẫn đợi nhé. Nếu mà các bạn không muốn root thiết bị thì đợi khi nào mà nhận được bản cập nhật MIUI 13.0.5 bản Global nha các bạn, chứ không phải bản China nha. Bản Global thì sẽ được fix cái tính năng này. Rồi, video này đến đây mình xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.